Còn cái này là cái phần VIP nha các bạn. Thì đây là hai đôi dép, cái tủ mini bar đó, tủ mini bar. Đây tủ quần áo luôn ha, đó tủ quần áo. Còn đây là cái tủ quần áo này các bạn, đây là hai cái bill, bill giặt mũi. Đây là với lại ở bên này là cái tủ kết sắt ha. Ở trên đây có móc. Rồi hai cái áo choàng đó. Đó thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi ở dưới đây là có hai cái túi giặt ủi, bao laundry á. Rồi. Ủi nè. Bao laundry nè ha. Đây là một cái xu đánh giày á các bạn. Đây, cái đây. Ở đây là cái xu đánh giày ha. Rồi ok. Rồi. Ở phía này là ghế salon, kệ đựng hành lý, truyền hình, tivi, ghế làm việc ha. Rồi ở phía bên này thì có toilet. Toilet thì có bồn tắm nữa các bạn. Đó bên kia là cái giường. Cái này là tấm kính nè các bạn. Đó, bên đây có cái giường ha. Rồi, đó. Cũng là như vậy luôn ha. Đó. Khăn. Khăn chân ha. Rồi, rồi ở phía bên đó là cái chỗ khăn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái giường ngủ nè các bạn, rất là đẹp ha. Rồi, cái đồng hồ, hai cái đèn ngủ, cái tivi. Đây cũng có các bạn làm việc ha. Cái phòng nữa. Đây. Đó. Nhìn đẹp quá ha. Có cái đèn nữa này. Rồi cái cục wifi luôn. Rồi ok. Và bây giờ mình ra nha. Hello các bạn, và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Để mà mình làm cái toilet ha. Đây là cái phòng mà khách người ta trả phòng rồi đó. Đó là mình chưa dọn nha. Đó, khăn rồi tùm lum tà la đây ha. Toilet rồi đó. Cái này thì mình mới gấp lại nè bạn. Các bạn đó. Mình đi qua xem ha. Đây, cái miếng giấy như thế này, mình sẽ xếp như thế này. Đó, gấp lại. Rồi, tán lên. Rỉ ra một miếng. Cái này để cho khi mà khách người ta xài thì chỉ mình nắm cái này rỉ ra là được rồi. Rồi. Sọc rác thì không có rác nha. Mình khỏi thay ha. Nếu mà có rác thì mình phải thay cái bao rác màu cam á các bạn nhá. Đây. Cái này á, bên này là cái ba chai xà bông tắm, rửa tay, xà bông gội đầu, hai ly nước. Mình mới rửa xong hết rồi, tức là mình sẽ rửa nước xong rồi lấy khăn sạch để mình lau lại ha. Rửa nước lấy khăn sạch để lau lại cái hai cái ly này ha. Rồi hai cái ô trống bên kia là cái khăn mặt. Rồi cái rồi hai ô trống bên kia là khăn mặt, còn cái chỗ tay mình che đây là hai cái bàn chải đánh răng, một cái lược, một dao cạo râu, rồi tăm bông, gì nữa ta,